Hôm nay thì chúng tôi lại được gặp gỡ anh Mai Văn Hà, giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển công ty cổ phần Phát Thiên Hoàng. Anh Hà thì theo chúng tôi được biết thì anh rất đa năng, đơn nhất thì anh cũng rất là pro, và bên cạnh đấy thì anh lại cũng rất là thuần về Java. Hôm nay thì có thể nói về Java thì trong các bạn học viên của NIT hoặc là những bạn đến từ trường đại học ấy thì cũng đã biết được là anh Hà là chúng tôi như thế nào, kinh nghiệm như thế nào. Và hôm nay thì tôi muốn anh mời anh Mai Văn Hà chia sẻ cái kinh nghiệm mình học Java như thế nào cho nó tốt. Quyết định mình học cái gì thì đầu tiên chúng ta cũng định hướng mục tiêu mà chúng ta nên đi từ cái cơ bản nhất, học thì lên phần cũng dễ đi lên, tránh cái chuyện chúng ta đổ thành công nghệ, chúng ta cứ vào học cái gì đấy trong ngữ như Java. Việc đầu tiên của mình cơ bản thì chúng ta cũng là thứ mới nhất nhất bây giờ là cấp độ các bạn có sinh viên, cái quan trọng nhất trang bị về cơ bản. Việc đầu tiên chúng ta đi về cơ bản nhất của Java, đi thực hiện cho nó để chúng ta như là tương tự như cách mà học với các phương thức khác, chúng ta là và cơ bản về tổ chức được theo chiều ra. Rồi chúng ta cần phải đi sâu hơn để tìm hiểu rõ các điểm mạnh hơn của Java như thế nào, cái phần mẫu tượng, các cái mẫu tượng Java sẽ ra sao. Và chúng ta đi thêm về các cái kiến thức lớn cao hơn về Java Advanced cho chúng con, như có thể tìm hiểu về collection, running trip để có hàng để chuẩn bị. Và như vậy chúng ta sẽ đi từ một cái trước và đảm bảo là chúng ta có được các kiến thức để khả năng chúng ta xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu sau này khi đưa vào ứng dụng. Như vậy đầu tiên là các bạn trang bị các kiến thức cơ bản tốt về Java, hiểu vào đối tượng Java, các điều chỉnh cơ bản và các cái ứng dụng cũng như đặc điểm số lượng hơn cao của Java bên ngoài liên quan sang con Advan, Collection, Tweet, IO. Thì sau khi chúng ta có kết quả rồi, bạn thấy là nếu làm chuyển Java như vậy thì đa phần chúng ta làm chuyển số chạy trở lại, chạy clip, chạy cái gì chúng ta hiển thị mà hình chính. Thì sau đấy, khi lên các cái của lên cao hơn, thì được mình chúng ta có nên đi từ cơ bản, chúng ta làm theo ứng dụng của Java Web là đầu tiên chúng ta cũng cần cơ bản về Web. Và tối thiểu chúng ta có nên học qua các cái lập trình Web Basic, cũng như SPD cho cách đi làm, cách chúng ta sử dụng ứng dụng. Chúng ta có thể không cần sử dụng ứng dụng hoàn chỉnh của nó, có thể chúng ta chỉ làm vài mô để chúng ta hình dung được mô hình động là các cái bắt từ những cái lượng sinh vật sao. Đấy, sau khi chúng ta có đủ các kiến thức từ tầng core đến tầng web, từ tầng giao diện các cái tích này, và chúng ta bổ sung các kiến thức về JavaScript, về ASAP, về các kiến thức, thì chúng ta có thể bắt đầu đi sâu hơn vào các cái framework của Java. Thì cái framework của Java bây giờ rất là xu hướng, tuy nhiên thì bản thân nó rất là nhiều tư liệu sẵn ở bên trong, có thể dùng thì chúng ta sẽ thấy cũng dễ, nhưng mà để hiểu hết các cái công nghệ và kiến thức khác thì kèm cho bộ công nghệ thì cần có các kiến thức cơ bản khác, kiến thức rất là rộng chúng ta được. Vậy thì như vậy thì chúng ta nên trang bị cơ bản trước, thì khi lên Facebook phía sau và đi đến đâu và đọc số lượng, còn nếu cùng chúng ta vào cả thì cũng rất lớn, thì gần như vào động cái gì cũng không hiểu quá gì cả, thì cái việc quay lại bạn có khi là lạc hơn. Trên thôi thì mình thì vẫn là đi từ đầu và sẽ cũng dễ cứ càng lên trên thì chúng ta sẽ phải dùng giống như mình vẫn hướng dẫn bước, thậm chí là bạn tập đây thì giả dụ ban đầu sẽ là học biết phần co và học thuật toán, yêu cầu học các bạn học thuật toán cơ bản để rèn kỹ năng tư duy trình của bạn, hiểu lập trình của bạn như nào và cách của bạn sử dụng các điểm và đối tượng cho Java cùng với các framework của Collection, Tweet, IO và bạn định rèn kỹ năng. Sau đấy là làm về web cơ bản thì các bạn sẽ được sử dụng các cái web từ JSP.NET để bạn có thể làm như là chuyển lên IDC JSP.NET làm sao, chuyển lên một IDC khác như là JavaScript hoặc Spring IDC làm như nào, và sau đó chuyển tiếp lên phương pháp cao hơn Spring Boot chẳng hạn. Thì cấu trúc nó ra sao? Vượt qua các cái tầng nâng cấp thì các bạn sẽ hình dung và hiểu được cái kiến trúc cũng như là các cái code ở các tầng khác biệt như thế nào, hoạt động như thế nào, và rút gọn ra sao. Thì khi lên các phương pháp cao thì mình sẽ hiểu bản chất của nó và cái khả năng của mình sẽ chuyển sau này khi mình tiếp cận các cái API để khám thêm mà sẽ dễ hơn, cũng như là cái việc chúng ta làm cũng khó nó sẽ dễ hơn. Bởi vì làm ra ra thì chúng ta làm các bạn hình dung sẽ tương đối lớn, thì tất nhiên là các bạn làm từ dưới thì sẽ cần các bạn một cái cơ bản tư duy lập trình và các chuyên sâu nhiều hơn, hiểu về framework ở trên, thành ra chúng ta đã xác định
học cơ ba đi xuống cuộc giới là cái quan trọng nhất mà chúng ta đi cơ ba. Tất nhiên là ngoài đấy ra cũng cần có thì chúng ta cũng phải học các phương pháp cao phương pháp rộng để có đủ kiến thức chúng ta tham gia vào dự án cũng như là tổ chức những thứ như sau dự án. Ok, vậy thì các bạn đã được nghe anh Hà chia sẻ rồi, chúng ta sẽ đi từ một cái cơ bản nhất đúng không ạ? Có đây là một trong những câu trả lời cho rất nhiều bạn đã gửi tới Hoàng Thư và Nety. Các bạn ấy tức là học theo kiểu là mình như anh vừa trao đổi vào thẳng cái mũi, cho nên khi mà quay lại thì mình vừa lên là mất rất là nhiều, cho nên mất cũng nhiều hơn như thế nào thì chúng ta phải đi về những cơ bản. Vậy thì trong cái hai ngôn ngữ như của em và Java thì các bạn ấy đang có đánh giá là khi mà mình trải nghiệm thì là Java có những cái khó hơn theo anh thì mức độ khó của hai ngôn ngữ này như thế nào? Đúng như các bạn nói, nói chung là về các ngôn ngữ phổ biến thì nếu sử dụng PHP và Java thì thực tế là PHP rất là nhiều, nó dễ hơn, là có độ nó dễ học hơn và tính ràng buộc cũng như tính bắt buộc nó không quá chặt chẽ như Java. Chưa nói khi các bạn sử dụng PHP để làm ứng dụng thì những việc các bạn dễ để tiếp cận với độ sâu là PHP làm CMS và các bạn rất nhanh và chúng ta đưa lên chúng ta vận hành và sử dụng ứng dụng nó rất là nhanh gọn, thì cái đấy nó sẽ dẫn đến nguy cơ chẳng phải sau này sử dụng các độ sâu thì nó bị mạnh thì chúng ta nên tận dụng trí thức của cộng đồng phát triển. Tuy nhiên là để hiểu được cái đấy thì các bạn phải trình độ khá cao, hay có khi chưa đủ trình độ đọc hiểu những gì ta làm thì chúng ta lại rơi vào trạng giống như học về một chữ cái nội dung và hiệu chỉnh mức độ tương thấp thì cái hiểu của hệ thống cũng sẽ không nhiều, và chỉ dần dần chính như thế nó sẽ nguy cơ chúng ta mất kiến thức. Thực ra các bạn đã theo cùng đồng thì phải cố gắng đi cả sâu cả hút, nhưng còn Java thì sẽ khó, và khó thì khi chọn điều chỉnh bản thân đặc điểm của nó là sẽ tự giảng buộc rất chặt chẽ. Chưa nói sau bạn lên dự án làm Java đa phần là làm hệ thống mức độ cũng lớn và bài toán nhiệm vụ của nó xử lý cũng phức tạp, thì các bạn thấy đa phần Java xử lý từ sự biết chủ yếu khá sâu, trong việc PHP là làm việc mát sẽ tầm cao hơn. Thế thì tất nhiên là các bạn sẽ hình dung được cái bài toán những nhiệm vụ xử lý cũng như các cái nơi liên quan nó sẽ lớn rất nhiều, thì tất nhiên là Java sẽ khó hơn. Thế còn nó khó ở mức nào thì tùy dự án đưa ra. Nếu dự án thì Java đã làm của Java thì bạn sẽ liên quan đến hạ tầng giữa các thuật toán khác nhau, xử lý các nguồn dữ liệu lớn, chia sẻ dữ liệu trên ứng dụng, thì khi ấy cái kiến thức của bạn kể cả còn kiến thức từ cộng đồng nó phải lớn khá nhiều. Ok, và cảm ơn anh Lâm Hà đã chia sẻ. Thứ nhất là chúng ta bắt đầu cái trường học Java như thế nào đúng không? Thứ hai là giữa PHP và Java cái nào khó hơn, cái nào dễ hơn. Và học VP anh đã chia sẻ thêm là nên để ý những cái trọng điểm như thế nào. Đấy là một trong những cái mà kinh nghiệm rất là quý báu để cho các bạn sinh viên. Rất là cảm ơn anh đã chút thời gian chia sẻ cùng với bạn bên nhà của NIT.